Lan xin kinh doanh lắp. Xin chào mọi người nhé. Bữa nay mình làm thịt heo kho cao. Ngay lúc sau mình bắt đầu kho này, để lửa ban đầu để lửa lớn lên rồi mình thả lửa lại, thả qua lại lại cho nhớ cái này mình đổ nước đi rồi kho bình thường thôi. Mình đổ bí đao vô nha mọi người. Xong đậy nắp lại. Mời mọi người nha mọi người. Gắt thêm miếng hành vô. Bỏ tiêu vô. Mời mọi người nha. Chấm ăn với kim chi nha mọi người. Rồi mình dọn cơm ra mình ăn đây mọi người. Hẹn mọi người clip lần sau nha. Chúc mọi người vui vẻ nha. Mọi người hãy dùng bàn tay nhỏ xíu của mình bấm đăng ký giúp mình với. Cảm ơn mọi người nhiều.